biết được tín hiệu. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Nhục Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quát Tha Ná Xích Rạng Đông Xích Kim Nhung đã hoan hỷ lên kệ kinh, rồi cũng coi như là ít thì mình cũng xoay chuyển đủ giờ luôn hả Quỳnh ha. Dạ cũng rất là hoan hỷ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng để cung thỉnh pháp sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đáng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Ram ma cha lo ka thi ba thi sa ham ba thi ca tan cha li an thi wa răng a ya cha tha san ti sa sat tap ba ra chap ka cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma phê rim vi na yan cha ca yan su tan cha băng thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tơ ta tu sạch cha đăng đăng ba bơ thàn y dê ba đi xa giả mặt chê. Ê quan sa hâm bà tì râm ma phà gà quần tăng à gia cha thà tốn hay phà quê na tăng bùa thơ cà rùn nhây na thì qua xa già tán ha vua tha gia bà nê na mì gà đa dân tà tô gà tô bạn cha quát gia bà giờ này dê à măng bà dê sĩ thăm ma tàu ta tô ba phu thì xăm bùa thơ à nu nạc thăm mà đê xa nặng sa ba di tha bà đê xa gia à nu cầm băng bị ca ta quê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đậm nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, tự nhiên con bị té. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con đã đọc sư xong. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 346. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quát Tha Ná cho bài học. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư ạ. À. Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ. À. Dạ, sa thú lành thai kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, quý vị nghe nhỏ. Rồi giờ chắc là nghe to rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay thấy rung hơi vắng hả quý vị? Có 16 người. À, nhưng mà chúng ta nhớ ở trong kinh có một câu vậy nè. Sabbe dhamma hetu bhava. Các pháp phát sanh lên do nhân duyên. À, thành ra đó là rung đông. À, thì cũng do nhân duyên, râm ít, râm vắng người vô nghe đó cũng là do nhân duyên. Và cho đến khi nào đó mà mình có được trí quá khứ, trí vị lai, thì lúc đó mình mới biết rõ được tại làm sao. À, còn nếu mà mình chưa có hai cái loại trí đó đó, thì mình không có biết rõ được. Và nếu mà mình không có biết rõ vậy đó mà mình đoán đó. À, mình đoán đó xin thưa quý vị đó. À, thì không có lợi cho mình. Dạ, không có lợi cho mình. À, bởi sao ạ? Khi mà mình đoán vậy đó thì nó rơi vô cái gọi là hên xui. Mà thường thì nó xui nhiều hơn là hên. Và cái gì mà mình cũng chực chờ vô cái gọi là may rủi hên xui vậy đó, thì thử hỏi bà con chứ làm sao là chánh kiến của mình phát triển được. Nếu chánh kiến của mình không có phát triển được đó, thì là làm sao mình thấy được cái gì gọi là danh, cái gì gọi là sắc. Làm sao mình thấy được cái sự sanh và diệt đó, sanh và diệt của danh sắc đó. Rồi nếu mà mình không có thấy được vậy đó, thì thử hỏi bà con chứ mình với đạo quả đó xa hay là gần? Xa thăm thẳm chiều trôi luôn. Yeah, do vậy đó, cái gì mình biết thì là mình nói, mình xác nhận, xác định. Còn mà không thì là mình cho qua. Hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu học câu kệ pháp cú số 346. Quý vị được nghe chúng tôi thì là được giảng, được giảng câu kệ pháp cú số 346. Quý vị đó thì được nghe, được học câu kệ pháp cú số 346.
Đây là cái quả, xin thưa quý vị. Và vì rằng chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu, học hỏi về câu kệ Pháp Cú Dhammapada. Đây là lời dạy của Phật. Do vậy cái quả này đó là quả lành, quả tốt, quả thiện. Rồi từ cái quả này nè, chúng ta nghe như thế nào, học như thế nào, giảng như thế nào, thì khi đó đó là chúng ta tiếp tục tạo ra cái nhân. Và rồi cái nhân đó, đó sẽ dẫn đến mình hưởng được những cái loại quả nào sau này. Thì đó là tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Bây giờ xin mời quý vị cùng chúng ta tiếp tục tạo nhân. Hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú số 346. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Rồi sau đó chúng ta cùng học tiếp cái phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ này để chúng ta cùng nhau tu tập. Câu kệ Pháp Cú số 346, đoạn 1. Ê tăng đanh hăng ban thắc mắc. Ban thân ma hút thi ra e tăng đan hằng ban tha ban thân ma hút thi ra. Đoạn thứ hai. O ha ri năng si thi lăng đốc pa mun chăng. O ha ri năng si thi lăng đốc pa mun chăng. Đoạn thứ ba. E tâm pi che tua na pa ri chan ti e tam pi che tua na parip ba chan ti. Đoạn thứ tư. Anapet kino kama sukhang pahaya anapet kino kama sukhang pahaya. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên e tăng, đây là một chỉ định đại từ, đại từ. Ê tăng có nghĩa là này. Thì cái từ ê tăng ở đây đó là nó thay thế cho những điều mà được nói ở câu kệ Pháp Cú số 345. Lát nữa trong phần giảng chúng tôi sẽ nói điều này. Từ thứ hai, đan hăng. Đan hăng có nghĩa đó là chắc bền. Chắc bền, chắc chắn. Từ thứ ba, bản thân á, mà hú. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra ban tha năng cộng với là a hú. Ban tha năng có nghĩa là sự cột trói. A hú có nghĩa là nói là hay là nói rằng. Từ cuối cùng thi ra. Thi ra có nghĩa là bậc trí. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Quý vị nghe chúng tôi kịp không? Dạ rồi. Tới đoạn thứ hai. Dạ. Dạ, chắc quý vị nghe kịp, nhưng mà tại vì chúng tôi thấy sít Nhật Quỳnh đó thay hơi chậm tí. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, ô ha rĩ năng.
À, tất cả các từ ở đây mà chúng ta thấy có cái hình thức là ăn ăn ở đằng sau đó là đều chia theo đối cách hết, chia theo cách thứ hai. Uharinang có nghĩa đó là trì xuống hay là kéo xuống. Trì xuống, kéo xuống. Từ thứ hai, Siddhi Lăng. Siddhi Lăng có nghĩa đó là mềm mỏng, mềm dẻo. Mềm mỏng, mềm dẻo. Từ thứ ba, Dupa Munchang. Dupa Munchang có nghĩa là khó gỡ, khó thoát ra. Khó tháo gỡ, khó thoát ra. À, cái dây mặc dù nó mềm dẻo vậy đó nhưng mà rất là khó tháo, khó thoát ra. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên e tâm pí là e tăng cộng với là pí hoặc là áp pí. Thì e tăng đây cũng là một cái chỉ thị đại danh từ. Chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Ê tăng có nghĩa là này. Chữ pí, a pí ở đây thông thường đó mình dịch là cũng. Nhưng mà vì ở trong cái câu văn này nếu mình dịch là cũng thì nó không có suông, thành ra chữ pí, a pí ở đây đó mình dịch là luôn. Chê toa ná. Đây là một cái bất biến quá khứ phân từ. Thành ra mình dịch chê toa ná là sau khi cắt đứt. Từ tiếp theo, ba rip ba chăn tí là ba rip ba chát tí mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều. Đây là động từ chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là ăn tí. Pa ri pa rip pa chát tí có nghĩa là xuất gia. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, Anapekino. Anapekino ở đây là chủ từ. Anapekino có nghĩa là không có trông chờ, không có ước vọng. Thì không trông chờ, không ước vọng ở đây mình chỉ mình hiểu đó là người ha. Người không trông chờ, người không ước vọng. Là không mong cầu. Từ tiếp theo, ca mất số khăn. Chắc từ này bà con chúng ta nghe quen rồi. Cam á là dục, xuất khăn là lạc. Mình dịch gọn đó là dục lạc. Từ cuối cùng, phá hai giá. Đây là một cái quá khứ phân từ. Thành ra mình dịch ra là sau khi từ bỏ. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè.
Đoạn 1 và đoạn 2 là một câu, đoạn 3 và đoạn 4 là một câu. Thi ra bậc ký A hú nói ê tăng ban tha năng, cái dây cuộc trói này là tan thăng chắc chắn. Đó thì cái đoạn thứ hai đó, ba từ ở trong đoạn thứ hai đó là giải thích hay là định nghĩa cho cái từ ban tha năng. Bậc ký nói dây cột trói này là chắc chắn. Ô ha ri năng là trì kéo xuống. Si thi lăng là mềm dẻo. Đúc pa mùn chăng khó thoát ra được. Đó là ba cái từ định nghĩa cho cái sợi dây. Tới đoạn thứ ba và thứ tư là một câu. Một câu nhưng mà ở đây nó lại là hai cái phrase. Kê toà ná sau khi từ bỏ, ê tâm bí, sau khi từ bỏ luôn điều này, hay là cái này, hay là sợi dây này. Xin lỗi. Kê toà là cắt đứt kìa. Sau khi cắt đứt luôn sợi dây này, ba rí, ba chàn tí. Ở đây chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra mình dịch ra là họ hay là những người ấy hay những vị ấy xuất gia. Pa hà giá, sau khi từ bỏ ca ma xuất khăn dục lạc anapit kino, những người đó đó trở nên hay là trở thành người không còn mong cầu hay là người không còn ước vọng. Đó là chúng tôi dịch văn xuôi dựa theo ngôn từ ở trong câu kệ Pali số 346 là như vậy. Kính Tri Ân Xích Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 346. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời bà con chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhawa buddhang phakkhavantang abhivadami svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami suppatippanno phakkhavato savaka sangho sangham namami namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 346. Câu kệ này cùng với câu kệ Pháp Cú số 345 có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná, đề cập đến một kỳ khám đường. Mình nói đơn giản là cho nó dễ hiểu tí, là cái nhà ngục, cái chỗ mà người ta giam rồi là hành hạ các cái phạm nhân. Tương truyền rằng ở trong thành Sa Quách Thi có một bọn cướp. Bọn cướp này thường xuyên gây rối loạn ở trong chúng dân. Chúng đã cậy cửa nè, cướp dọc đường và đã sát hại, giết chết rất là nhiều người. Một lần nọ, quan quân truy lùng và bắt được bọn cướp này, đem trình lên đức vua xứ Kosala. Vua đã truyền giam chúng vào ở trong những cái gông cùm trói, hay xiềng chúng lại bằng những cái dây gai cùng với là những cái sợi xích rất là chắc chắn. Đúng ngày hôm đó có 30 vị tỳ kheo đi đến đảnh lễ Đức Tôn rồi. Thì bắt đầu các vị tỳ kheo này mới dạo trong thành khách thực. Thì các vị đó khi đi ngang qua khám đường, trông thấy bọn cướp đang bị gông cùm khổ sở vô cùng như vậy đó. Thì sau khi đi khất thực xong, trở về gặp Đức Thế Tôn mới bạch lên Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con đi khất thực rồi thấy bọn cướp ở trong khám đường đó bị giam cầm bằng gông bằng xiềng xích, họ khổ vô cùng. Chúng không có thể nào đó mà bẻ những cái xiềng xích đó trốn được. Nương đó đó các vị mới hỏi Đức Thế Tôn, vậy cho bạch Đức Thế Tôn, có cái loại gông cùm nào đó mà chắc hơn cái loại gông cùm này không? Thì Đức Thế Tôn mới trả lời là, này các tỳ kheo, có loại gông cùm xiềng xích còn chắc hơn cái loại gông cùm xiềng xích mà các ngươi vừa mới thấy. Thì xin thưa quý vị đó, cái loại mà gông cùm xiềng xích chắc hơn ở đây đó, mình hiểu đó là nó gông cùm, nó xiềng xích chúng sanh lâu hơn, dài hơn. Còn cái loại gông cùm xiềng xích như là các cái vị tỳ kheo này thấy đó, thì chẳng qua các cái loại gông cùm xiềng xích này đó chỉ có một thời gian nhất định thôi. Ví dụ như người đó phạm pháp, quan tòa tuyên án người đó bị xiềng xích 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm. Vậy thì 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm đó, đó là cái gông cùm xiềng xích đó được tháo rồi. Nhưng mà còn có những cái loại gông cùm xiềng xích đó, là xiềng xích chúng sanh vô thủy luân hồi luôn, xin thưa quý vị. Tức là không có biết cho đến bao giờ đó mới thoát ra khỏi được cái loại xiềng xích đó. Chúng ta hiểu là như vậy. Thì bắt đầu Ngài mới giải thích tiếp, đó là cái gông xiềng phiền não đó là ái đối với các bất động sản như là tiền bạc, lúa gạo, kho lẩm, vợ con, vân vân. Đây là cái loại gông xiềng chắc hơn cả. Cái loại gông xiềng này đó chắc chắn gấp trăm ngàn lần cái loại gông xiềng mà các ngươi vừa mới trông thấy đó. Nhưng mà những bậc trí thức thuở xưa đó, dù cho cái loại gông cùm xiềng xích nó chắc chắn như vậy đó, thì các cái bậc thiện trí thức đó người ta vẫn tháo gỡ ra được, người ta vẫn bỏ được. Và nương theo đó các cái vị tỳ kheo mới hỏi Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới thuật lại một câu chuyện quá khứ. Là thuở xa xưa khi đức vua Brahmadatta trị vì kinh đô Varanasi, Bồ Tát
tiền thân của Đức Phật Gotama. Tái sanh vào một cái gia đình nông phu nghèo khổ. Khi ngài đến tuổi trưởng thành á, thì thân phụ của ngài qua đời. Bắt đầu đó là Bồ Tát phải đi làm công để nuôi dưỡng mẫu thân. Nhưng mà mẫu thân của ngài đó thì rất là thương yêu ngài, cho nên thấy ngài cực khổ, lam lũ lao động vậy đó, không có nở, thành ra đó là muốn ngài cưới một cô vợ về để có người đỡ đần. Bồ Tát từ chối lui từ chối tới mãi, cuối cùng đó cũng không có thể từ chối được nữa, thành ra đành phải cưới, đành phải cưới một cái cô vợ. Và thời gian sau đó thì cái cô vợ này có thai. Dạ, vợ chồng sống chung, sống chung nhau thì lâu cũng có thai. Thế Bồ Tát mới nói, này em thân, em hãy đi làm lụng để mà nuôi mạng sống đi. Còn thôi, anh sẽ đi xuất gia làm đạo sĩ. Xin thưa quý vị đó, Bồ Tát đó là một cái người có nhiệt huyết đối với hạnh xuất gia. Không có để, không có để mình bị lụy vì đời, hay là mình bị lệ thuộc vào những cái gì mà gọi là đời, mà mình gọi theo từ chuyên môn đó là vật dục. Vật dục như là tài sản nè, nhà cửa nè, tiền bạc nè, vợ con nè, công danh nè, địa vị. Chư Bồ Tát mà được thọ ký rồi đó, thì các ngài không có để mình bị lệ thuộc, không có để mình bị lụy bởi những cái thứ đó. Thì xin thưa quý vị, khi mà Bồ Tát nói vậy đó, cái cô vợ đó cổ nói, anh bây giờ em đang mang thai mà, vậy thì anh phải đợi em sinh xong cái rồi anh muốn đi tu gì thì đi tu. Cái Bồ Tát nghe vậy thấy cũng hợp lý, thôi được. Cho nên đó là đợi cô này cổ sinh xong, khi con của cổ khỏe mạnh đó, thì lúc này Bồ Tát mới là nhắc lại cái ý định đó. Nói em giờ sanh nở tốt đẹp rồi, thì thôi em cho anh đi tu đi. Cái cô này cổ lại chần chừ nấn níu, nói anh giờ mình mới sinh con xong, con nó chưa có dứt sữa nữa mà, thì thôi để cho nó lớn lớn một tí anh đi cũng được. Thì Bồ Tát nghe cô này nói vậy cũng là hợp lý, cho nên thôi ok. Thì xin thưa quý vị, khi mà người con đó vừa dứt sữa một cái đó thì cô lại mang thai tiếp. Cô lại mang thai tiếp. Bắt đầu lúc này Bồ Tát mới khởi lên cái suy nghĩ đó là, nếu như mà mình tiếp tục nói lên cái ý nghĩa của mình đó, thì cái cô này cổ sẽ không có chấp nhận nữa đâu. Và nếu vậy đó thì mình không nói, thôi mình trốn mình đi tu đi. Cái ý nghĩa khởi lên như thế nào thì Bồ Tát làm theo như thế đó. Cho nên Bồ Tát yên lặng vào lúc canh khuya vắng người, ngài mới trốn ra đi. Thì bắt đầu đó là khi mà ngài đi vậy đó, đi ban đêm mà, thành ra đó là cái người giữ thành đó, thấy vậy mới bắt ngài lại. Thì lúc đó ngài mới nói đó là, thưa các ông, tôi còn phải nuôi mẹ già tôi nữa, thì tôi xin các ông hãy thả cho tôi đi đi. Thì ngài do cái sự khơi dậy mối từ tâm của những cái người gác cổng đó, cho nên đó là họ tha cho ngài đi. Sau khi mà được đi đó, thì bắt đầu ngài đi cho đến khi mà vô tới
núi tuyết lạnh. Ngài làm ẩn sĩ xuất gia. Chẳng bao lâu sau, Ngài chứng đắc được bát thiền và thần thông. Ngài ngủ ở trên tuyết lãnh sơn đó, với tâm hân hoan, và Ngài thốt lên cái cảm hứng ngữ: vật trói buộc là vợ con, là phiền não chướng, người đời khó dứt bỏ được, như vậy ta đã thoát được rồi. Sau khi Ngài kể xong cái bổn sinh truyện này, Ngài mới thuyết lên một loạt hai câu kệ cho các cái vị tỳ kheo nghe. Hôm thứ hai là chúng ta đã học xong câu kệ pháp cú số 345. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 346. Câu kệ 346: Ê tăng đăng hăng ban thắc mã ban thắc nã ma hữu thì ra ô ha ri năng si thị lăng đốc bạ mùn chăng ê tam pi chê tòa nã. Đâu rồi? Ê tam pi chê tòa nã pa rip pa chăn tị anate ki no ka ma su khăng pa ha ya. Và câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: người trí, người có trí nói rằng, trói buộc này thật bền, trì kéo xuống, lúng xuống, nhưng thật sự khó thoát, người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: bậc trí đã dạy như vậy, sự trói buộc nọ là dây quá bền, như tơ mảnh, như lụa mềm, kéo lên trì xuống, trượt phiền thế gian, có ai chẳng tiếc chẳng màng, cắt lìa tận diệt, lên đàn thảnh thơi. Và chúng tôi cũng đã có việc dịch văn xuôi nữa, cho nên qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu rõ ràng, hiểu sâu sắc về ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật này dạy. Thì xin thưa quý vị đó, cái duyên sự khi nãy chúng tôi kể cho quý vị nghe, đó là những cái gợi mở để chúng ta hiểu cái câu kệ pháp cú số 346 này. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này, để chúng ta hiểu một cách rõ ràng, hiểu một cách sâu sắc, rồi chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình. Thì nếu hội đủ duyên lành, tức là đầy đủ nhân và duyên đó, thì có khi trong đời này chúng ta sẽ nếm được hương vị pháp. Còn nếu không thì chúng ta cũng tạo nhân, tạo duyên để đời sau kiếp khác, có thể là một đời, hai đời, hay là 100 đời, 200 đời, hay là 1000 đời, 2000 đời, hay là một đại kiếp, hai đại kiếp sau đó. Cái nhân cái duyên này mà lại hội đủ điều kiện đổ quả, thì khi đó chúng ta cũng có được cái lợi lạc từ việc nghe pháp này. Đoạn 1, đoạn 2 của câu kệ này là một ý, xin thưa quý vị, khi nãy chúng tôi chiết cái từ vựng và việc dịch văn xuôi đó có nói là như vậy. Vậy thì đoạn 1, đoạn 2 này Đức Phật Ngài dạy cái gì? Ê tăng đàn hăng bàn thả nạ mà hụ thi ra. Bậc trí nói sợi dây trói buộc này là chắc chắn. Vậy thì cái sợi dây trói buộc này là sợi dây nào? Sợi dây trói buộc này là sợi dây nào ạ? Hôm qua chúng ta học câu kệ pháp cú số 345 đó. Thì trong cái câu kệ đó nói nè: sắc cây gai trói buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Thì sợi dây trói buộc này nè là sợi dây nào? Xin thưa quý vị, đó chính là tham châu báu trang sức,
tham vọng vợ và con. Dạ, tham vọng vợ và con. Mà nếu nói theo cái duyên sử đó, thì ở đây mình hiểu rộng ra, đó chính là ái dục. Ái dục. Ái khiến cho mình bị lệ thuộc vào các cái vật dục. Đó được gọi là sợi dây trói buộc này. Mình hiểu rộng ra vậy. Thì nếu mà mình hiểu rộng ra vậy ha, bà con chư Phật tử chúng ta cũng đã hiểu là ái là gì rồi. Ái là sự thích thú mong cầu ước muốn hả? Ái là thích nè, là mê nè, là ghiền. Mặt nó đang vận hành ở trong cõi dục này, đó thì được gọi là ái dục. Và ái dục đó được gọi là ê tăng ban thát năng, là sợi dây trói buộc này. Thì sợi dây trói buộc đó đó, xin thưa quý vị, nó mới thật sự chặt. Bởi sao ạ? Khi nào mà mình còn thích thấy nè, xin thưa quý vị, khi nào mà mình còn thích thấy nè, thì tất yếu dẫn đến buộc lòng mình phải còn có con mắt. Khi nào mà mình còn thích nghe, thì tất yếu dẫn đến buộc lòng mình phải còn có cái lỗ tai. Khi nào mà mình còn thích thích thú mong cầu ước muốn, ngửi nếm đụng đó, thì tất yếu dẫn đến mình còn có cái lỗ tai, còn có cái lưỡi, còn có cái thân này. Và cứ hễ khi nào đó mà mình còn ngũ quan, còn ngũ quan đó, xin thưa quý vị, ngũ quan đó tức là mắt tai mũi lưỡi thân đó, thì khi đó mình vẫn còn phải tồn tại, còn hiện hữu ở trong cõi dục. Cõi dục thôi nha, xin thưa quý vị. Điều đó có nghĩa là gì, xin thưa quý vị? Có nghĩa đó là mình cứ vẫn còn phải đi loanh quanh, đi lòng vòng ở trong cái cõi dục này. Mà đi loanh quanh, đi lòng vòng ở trong cái cõi dục này, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ mình có dám chắc là mình cứ ở trên cao không? Hay là mình bị rớt xuống thấp? Khó nói à. Không ai dám chắc một điều như vậy cả. Khi nào mà mình còn nhớ ở trong đầu của mình đó ha, mình có học câu pháp cú này nè, hay là mình có học những câu pháp cú khác, thì bắt đầu đó, lúc đó là mình còn nhớ tới Phật nè, còn nhớ tới Pháp nè, còn nhớ tới Tăng nè. Cái thỉnh thoảng đó mình có thọ trì năm giới hay là bát giới. Thỉnh thoảng đó mình gửi tịnh tài vậy đó, mình cúng dường cho sư này, cho một nhóm sư kia, vân vân và vân vân. Rồi thỉnh thoảng đó là mình vô room mình nghe thuyết pháp giảng đạo. Thì nghĩ về có nghĩa đó là gì? Là mình cũng thỉnh thoảng có tạo ra nghiệp thiện. Thì xin thưa quý vị, vì do mình thỉnh thoảng có tạo ra nghiệp thiện vậy đó, thì thành ra đó là thỉnh thoảng cái nghiệp thiện này nè, nó trổ quả thì nó đưa mình đi lớn. Còn thỉnh thoảng mình quên đó, thì khi mà mình quên đó, mình không tạo nghiệp thiện thì tức là mình sẽ tạo nghiệp bất thiện. Thành ra khi mà nghiệp bất thiện đó, đó nó kết quả thì là nó đẩy mình đi xuống. Nên nó đẩy mình đi xuống. Vậy có nghĩa đó là mình cứ đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, lòng vòng ở trong cõi dục này thôi. Trong vòng trong cõi dục này thôi. Và theo bà con chư Phật tử chúng ta, chứ mình ở trong cái cõi dục vậy nè, thì là mình sướng nhiều hay là khổ nhiều? Các dục đó, vui ít, khổ nhiều, não hại càng nhiều hơn. Đây là Đức Phật Ngài dạy vậy mà. Và quý vị nghiệm thử xem thấy có hợp lý không? Nếu thấy hợp lý đó thì cứ khi nào mà mình còn lòng vòng ở trong cái cõi dục này đó, thì mình bị khổ đau nhiều hơn, là an lạc. Và với những ai mà sợ hãi đối với cái khổ đau đó, chán chường đối với cái khổ đau đó đó, thì làm sao xin thú vậy? Làm phước đó,
Làm phước ở đây mình hiểu đó ha, là tạo 10 nhân phước đó. Bố thí hồi hướng tùy hỷ nè, trì giới cung kính phục vụ nè, thuyết pháp thính pháp nè, tu tiến nè, tại chánh trì kiến. Đây là 10 nhân tạo phước. 10 nhân tạo phước này mình tạo đó theo 3 hạng hay là 3 cấp độ. Tạo 10 nhân phước này để người ta biết mình. Tạo 10 nhân phước này để gây thanh thế, gây dựng thanh thế, gây dựng nhóm, gây dựng tiếng tâm. Thì xin thưa quý vị đó, tạo 10 nhân phước theo cái kiểu đó đó là đi lòng vòng. Dạ, là đi lòng vòng. Đi lòng vòng ở trong cõi dục này thôi. Rồi tạo 10 nhân đó đó mà với cái hạng thứ hai, với cấp độ thứ hai đó, là biết nhóm phước vật đó sẽ cho mình cái quả là giàu có, nhiều của cải tài sản sau này. Nhóm phước đức đó là cho mình địa vị danh vọng uy tín sau này. Nhóm phước trí đó là cho mình sự khôn ngoan thông minh đổi đạt. Cho nên người đó đã tạo 10 nhân phước. Thì tạo theo cái kiểu đó, đó, tạo theo cái kiểu nhân để mình có cái kết quả đó, đó. Thì người có đó có thể đi xa hơn một tí, tức là thoát ra khỏi được cõi dục để đi lên tới cõi sắc, cõi vô sắc. Đi lên cõi vô, cõi sắc giới, cõi vô sắc, trong trường hợp người đó tạo cái nhân phước tu tiến thành tựu, tức là tu thiền thiền định đó, xin thưa quý vị. Còn mà tu thiền tuệ đó thì phải là hạng thứ ba. Hạng thứ ba là người tạo 10 nhân phước này nè, ước muốn mong mỏi, bố thí để từ bỏ tham, giữ giới để từ bỏ sân hận, tu tiến để từ bỏ si mê. Thì tu theo cái kiểu này nè, xin thưa quý vị, là tu tuệ. Thì người tu vậy đó thì mới mong đi ra khỏi tam giới này. Dạ, mới mong đi ra khỏi tam giới này. Như vậy thì trở lại vấn đề, với những ai đó mà thấy rằng còn lòng vòng ở trong cái cõi dục này nè, khổ nhiều quá mà vui ít quá. Rồi lòng vòng ở trong cái cõi dục này nè, lệ thuộc tới các cái vật dục nhiều quá. Sống ở thành thị đó mà cúp điện cái là không quen. Mình sống ở trong cái thời đại công nghệ này đó mà hôm nào cúp net ngay thấy cũng không có quen. Sống trốn đô thị đó mà không có xe cổ đó đi lại thấy nó cũng không có quen. Có nghĩa là lệ thuộc rồi đó, xin thưa quý vị. Những cái đó đó được gọi là vật dục. Và ai mà lệ thuộc càng nhiều chừng nào thì người đó khổ càng nhiều chừng đó. Cho nên các cái vị thiền sư mới nói với chúng ta đó là có thêm một thứ là mình sẽ phải khổ thêm một thứ. Hồi trước mình có cái, hồi trước lâu ơi là lâu đó mà người ta chưa có điện thoại đó, xin thưa quý vị. Dạ, quý vị quan hệ chờ quý vị. Dạ, đã có ở chùa đó, bạch thượng tọa. Thượng tọa liên lạc cái số 51 luôn. Dạ. Dạ, bây giờ con đang thuyết pháp trên mạng tí, rồi lát nữa xong cho con liên lạc dùng cho thượng tọa. Dạ, anh đẹp thượng tọa. Dạ, xin sám hối chư tôn đức, sám hối quý vị thượng tọa thiện hạnh ở chùa Nam Tông, nhờ liên lạc với chùa Bú Quang. Rồi xin mời quý vị chúng ta trở lại. Với những ai đó mà thấy những cái gì mà mình sử dụng ở trong cuộc đời này, ở trong cái cõi dục này là những vướng bận,
rồi có khả năng mình sẽ trở thành nô lệ cho nó đó. Và cứ chúng ta có thêm một thứ đó thì chúng ta thấy đó là nó khổ thêm thứ. Khi nãy chúng tôi nói đưa ra một cái ví dụ mà không có kịp đó, là xin thưa quý vị, hồi xưa đó, những ai mà lớn lớn tuổi tí đó thì chắc biết đâu có điện thoại để xài đâu. Thì lúc đó không có điện thoại mình vẫn sống được. Còn bây giờ này hắn có điện thoại nè. Thử hỏi quý vị chứ, nếu mà bây giờ nè mình xài quen rồi mà anh thiếu tí đó là mình có khó chịu không? Khó chịu. Nó được cái này thì nó mất cái kia, xin thưa quý vị. Thành ra khi mà có thêm thứ đó lại dẫn đến khiến cho mình khổ thêm tí. Thì với những ai mà thấy vậy đó ha, thì bắt đầu đó là gì? Sợ hãi đối với các cái vật dục đó. Thì khi mà sợ hãi là làm sao ạ? Ngài Rất Thấp Ba Lá đó, có vị vua nọ hỏi ngài đó, vậy tại sao ông đi tu? Cái ngài mới trả lời vậy nè. Chúng tôi trích một đoạn thôi chứ thưa quý vị. Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng, làm xáo xuyến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh tàng. Tức là ngài thấy được cái sự lệ thuộc, cái sự khổ đau là ẩn tàng ở trong các cái vật dục đó. Cho nên ngài từ bỏ đi, ngài đi đi tu, ngài đi xuất gia. Thành ra đó, cái đoạn thứ ba thứ tư Đức Thế Tôn ngài mới dạy: Ê tâm tí chê tòa na pa ri pa rip pa chan tí. Đâu rồi cái câu kệ của chúng tôi nó: Ê tâm tí chê tòa na pa rip pa chan tí ana pe ki no ka ma su khang pa ha ya. Là sau khi cắt đứt luôn các cái điều đó, tức là khi nào mà mình thấy ra được cái tai hại của nó thì bắt đầu mình mới cam tâm tình nguyện cắt đứt nó, cam tâm tình nguyện từ bỏ nó. Chứ còn mà mình chưa có thấy ra được cái mặt trái của nó, chưa có thấy ra được cái nguy hại của nó thì xin thưa quý vị, khó lòng lắm để mà biểu mình từ bỏ, biểu mình cắt đứt. Phải thấy ra được vậy đó thì bắt đầu đó mình mới cắt đứt nó đi, từ bỏ nó đi. Thì cắt đứt từ bỏ nó để đi xuất gia, vậy thì xuất gia đi có nghĩa là gì? Xuất gia đây mình hiểu hai nghĩa thôi, xin thưa quý vị. Xuất gia đó, xin lỗi quý vị, xuất gia ở đây là có ba. Theo thông thường người ta giảng đó là gì? Xuất thế tục gia, rồi là xuất phiền não gia, rồi là xuất ngũ uẩn hay là tam giới gia. Nhưng mà ở đây mình hiểu đó, xuất thế tục gia là sao? Xin thưa quý vị, xuất thế tục gia ở đây đó là mình tự bỏ đi các cái vật dục đó đó, đó mới được gọi là xuất thế tục gia. Chứ còn cái gì mình vô trong chùa này ha, mà mình vẫn cứ còn là gì? Thích ăn ngon nè, thích mặt đẹp nè, vẫn còn là liên hệ gì? Anh chị em nè, Phật tử của tôi nè, đất đai nè, công danh sự nghiệp, vân vân. Đó thì như vậy có nghĩa đó là mình chưa có từ bỏ vật dục. Phải từ bỏ vật dục thì mới được gọi là xuất gia. Từ cái chỗ từ bỏ vật dục đó mới dẫn đến hay là hỗ trợ để mình từ bỏ được phiền não dục, tức là từ bỏ được ái dục. Cho mình không có từ bỏ được vật dục đó thì xin thưa quý vị đó, cái phiền não dục đó nó cũng vẫn cứ còn mãi. Và phiền não dục mà nó cứ còn mãi thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ mình có đạt đến được cái loại xuất gia thứ ba không? Là ra khỏi tam giới đó, hay là từ bỏ cái thân ngũ uẩn này đó? Làm sao có? Làm sao từ bỏ được? Làm sao từ bỏ được? Thì muốn từ bỏ được cái vật dục đó đó là mình cũng phải thấy được cái mặt trái của nó, thấy được cái sự nguy hại của nó, thấy được cái khổ mà nó đem đến cho mình đó là nhiều hơn.
cái an lạc, cái hạnh phúc. Thì lúc đó mình mới từ bỏ. Thì để làm được điều này, thưa quý vị, đã buộc lòng mình phải hiểu sâu sắc về bát chánh đạo. Mà cái chính đó là chánh kiến. Phải thấy được cái gì là nhân, cái gì là quả. Cái nhân này nè, nó dẫn đến cho mình kết quả gì? Mình đang bị cái quả này, hoặc là được cái quả này là do nhân gì? Chúng tôi ví dụ giờ mình, khi nãy vô nhập đề chúng tôi nói đó, chúng tôi với quý vị đang được cái quả. Chúng tôi đó thì được cái quả là giảng pháp. Quý vị thì được cái quả đó là nghe pháp. Vậy thì theo quý vị ha, mình đoán thử ha, do nhân gì mà mình được cái quả này? Nếu mà theo cái kiểu nhân nào quả đó đó, thì có phải là đời xưa kiếp trước đó là mình đã từng học, nghiên cứu cái bộ môn này nữa, cho nên bây giờ mình mới được, được học, được nghe, được giảng lại cái bộ môn này. Thì đó là mình suy, mình suy theo cái kiểu là nhân nào quả đó. Còn xin thưa quý vị đó, không phải cái quả này đó chỉ do có một nhân đó. Thành ra đó là để hiểu rõ ràng nguồn cơn đó, một phải là bậc trí, tức là bậc thánh, mà như là Đức Phật chẳng hạn. Còn không đó thì là mình phải có được hai cái loại trí, là trí quá khứ, trí vị lai. Thì mình mới thấy được nhiều nhân, nhiều nhân để có cái kết quả này. Mình phải thấy được nhân mình đang gieo sẽ cho mình cái kết quả gì. Cái quả mình đang bị ở đây nè là do mình đã gieo những cái loại nhân nào. Từ cái chỗ hiểu rõ ràng về căm mấy cá vậy đó, về nhân quả nghiệp báo vậy đó, thì bắt đầu đó mình mới gì, cảm tâm tình nguyện gìn giữ cái miệng của mình nè, để mình tạo cái nghiệp mềm mềm tí, lành lành tí. Mình cảm tâm tình nguyện thu thúc cái thân này nè, để mình tạo cái nghiệp mềm mềm tí, lành lành tí. Chứ còn mà mình không có thấy được cái gì là nhân, cái gì là quả nè. Rồi nhân đó nó cho ra những cái quả nào, cái quả mà mình đang đó, đang được, đang bị đó, đó là do những cái nhân gì đó, thì khó để mà mình thu thúc, mình gìn giữ lắm xin tôi. Như vậy cũng có, như vậy có nghĩa đó là mình phải thấy được cái mặt trái, mình phải thấy được cái sự đau khổ. Từ cái chỗ mình thấy cái mặt trái, mình thấy được cái sự đau khổ đó, bắt đầu mình sợ, mình ê chề, mình chán chường lên, thì bắt đầu đó, mình mới cam tâm tình nguyện từ bỏ đi các cái vật dục. Nói theo câu kệ này xin thưa quý vị, từ bỏ đi các cái vật dục, nhờ từ bỏ các cái vật dục đó, từ bỏ đi vợ, giống như Bồ Tát nữa, từ bỏ đi cái nhà giống như Bồ Tát nữa, từ bỏ đi con giống như Bồ Tát. Ở trong cái câu chuyện này thì không có nói đó là Bồ Tát giàu có, nhưng mà mình hiểu đó là phải từ bỏ luôn của cải tài sản, từ bỏ luôn danh vọng địa vị, từ bỏ luôn đi cái sự thụ hưởng dục lạc ngũ trần, nói theo ngài Ratthabala. Từ bỏ được các cái vật dục đó thì mới dẫn đến làm cho mình có thể từ bỏ được phiền não dục. Và khi nào phiền não dục từ bỏ được rồi, có nghĩa là gì? Mình cắt đứt được ba loại ái, là ái dục, ái sắc và ái vô sắc. Khi nào cả ba loại ái này không còn nữa thì lúc đó đó, những cái hạt giống mà mình gieo ra đó, mình gieo đó, nó không còn có cái chất xúc tác, nó không còn có cái chất ẩm ướt để cho các cái hạt giống đó, đó nó nảy mầm nữa. Thì lúc đó mới chính thức mình từ bỏ được tam giới này, từ bỏ được thân ngũ quẩn này. Chứ còn khi nào đó mà mình vẫn còn cái ý nghĩa là cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao đó, thì xin thưa quý vị, khó để mà mình có thể từ bỏ được kama sukha. Và khi nào mà mình chưa có từ bỏ được cái này thì sao xin thưa quý vị? Mình cũng còn mong cầu ước muốn, còn mong cầu ước muốn người ta cũng dường cho mình,
mong cầu ước muốn người ta khen mình, mong cầu ước muốn con hiếu thảo, mong cầu ước muốn có công ăn việc làm tốt đẹp, mong cầu ước muốn có nhiều tiền nhiều bạc, mong cầu ước muốn có xe hơi, mong cầu ước muốn có nhiều tiền nhiều bạc để đi chỗ này chỗ kia, mong cầu ước muốn có nhiều tiền nhiều bạc để làm phước. Để làm phước đó là tốt, nhưng mà mong cầu ước muốn có nhiều tiền nhiều bạc là sai. À, chúng ta phải thấy ra từng giai đoạn vậy. Thì khi nào không còn mong cầu ước muốn vậy đó, thì bây giờ sẽ trở thành người a nắp bế khí nú, là người không còn mong cầu ước muốn. Mà người không còn mong cầu ước muốn tức là người đó sống theo nhân và duyên. À, cái quả nó đến là nó đến. Nếu mình có tạo nhân phước ở trong đời sống quá khứ thì bây giờ cái quả phước nó sẽ trổ cho mình, còn mà mình không có tạo thì quả phước nó không có trổ. Đời xưa kiếp trước mà mình đã tạo nhân ác thì bây giờ cái quả khổ nó sẽ trổ. Và khi nó trổ vậy, mình hiểu đây là cái quả khổ do nhân khổ mình đã gieo quá khứ. Từ chỗ đó đó mà mình gìn giữ, mình thu thúc thân nghiệp, khẩu nghiệp của mình, rồi mình không có tiếp tục tạo nhân khổ thì đời sau kiếp khác mình không có bị cái quả khổ tương tự. À, xuất gia là vậy đó, xin thưa quý vị. Nói là từ bỏ vật dục dẫn đến hỗ trợ để từ bỏ được phiền não dục. À, cụ thể đó là từ bỏ được ái dục. Cao hơn là từ bỏ luôn ái sắc, ái vô sắc. À, khi cả ba loại ái này được từ bỏ, được cắt đứt, à, thì sẽ thành tựu được loại xuất gia thứ ba. Đó là ra khỏi thân ngũ quẩn này, hay là ra khỏi luôn tam giới. À, thì ước mong qua cái câu kệ này sẽ gợi mở ra đôi điều cho bà con cho Phật tử chúng ta, qua đó đó để chúng ta có một chút chút sợ hãi đối với vật dục. Rồi xa hơn tí đó là sợ hãi đối với tử sanh luân hồi. Từ đó đó mà mình cố gắng siêng năng nhiều hơn nữa trong việc đó là thu thúc tâm hành, trong việc đó là tạo nhân phước dựa trên cơ sở của chánh kiến, tạo nhân phước bằng cái hạng người thứ ba, là tạo nhân phước đó, đó để từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, để nếu hồi đủ duyên lành thì trong đời sống này mình có thể đạt được được đến cái loại xuất gia thứ ba. Còn không đó, thì mình cũng gieo cái nhân, cái duyên để các đời sau sau đó mình có thể đạt được đến cái loại xuất gia thứ ba. Phước báo phát sinh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Phước báo khác xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quả lực, đại thần lực. Mong chư thiên tùy hỷ với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thu lành thầy. Thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính chân đại đức Minh Mẫn từ Bi Hoan Nghị thuyết giảng từ vựng ý nghĩa dẫn sự bài kinh pháp cú số 346 đến hàng Phật tử chúng con, để chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính chân đại đức Minh Mẫn. Và để thay mặt đại chúng lần nữa, con xin được thành kính cung tình đại đức Minh Hạnh từ Bi Hoan Nghị chúc phúc cho room. Nam mô Phật Tha Giá. Và con xin được thành kính cung tình đại đức Minh Hạnh. Vatu sapa mangalang rakan tu sape de vata sapa buddha nupa wena sada sati vawan tu te vatu sapa mangalang rakan tu sape de vata sapa dhamma nupa wena sada sati vawan tu te vatu sapa mangalang rakan tu sape de vata sapa sangha nupa wena sada sati vawan tu te.
Tất cả hạnh phúc có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo Pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, có sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lần thay, và chúng con xin được thành kính chân đại đức Minh Hạnh ở Từ Bi hoan hỷ chúc phúc cho rung. Avatana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng. Ya te vada san ti vihara vasini thu pe kare po ti kare ta hing ta thamadane na pavan tu pu chita so thiên karon te ta vihara mandale thế ra cha ma cha na va ca cha pi kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca kha ma cha de sa ni kha ma cha i sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa văn tu te cha la pu cha ye pi cha da sam pa va sang se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni kang tha ma wa rang pa ti cha te sa be a pi du kha sa ka ron tu sang kha yam tha tu che rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha pu kha la sang kho ho tu sa ma kho va a tha ya cha hi tha ya cha am he ra ka tu sa tham mo sa be pi tha ma cha ri no Vô thiền xám bà bù nầy yà mà thám mà rì yà bà vệ đi tê. Y đăng vát tà nô, quân nhàng ả sà vác khà yà vác hãng nít phà nà sà bạc chê yô hô tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Yá, Nam mô Tham Mà Yá, Nam mô Sẵn Khà Yá. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật Pháp trong rung Pháp Cú Kinh, hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam trở lại rung Pháp Cú Kinh để chúng ta kính pháp như thường lệ hằng mong được sự an vui và sự tiến hóa. Nam mô Phật Thà Yá, Nam mô Tham Mà Yá, Nam mô Sẵn Khà Yá. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng rung.